Mộc Châu Sơn La từ lâu đã được ví như chốn bồng lai tiên cảnh mà bất kỳ du khách nào khi đến Tây Bắc cũng muốn đặt chân đến. Với những cánh rừng hoa bạt ngàn và đồi núi xanh thẳm, Mộc Châu mang đến vẻ đẹp yên bình đến lạ. Đặc biệt nơi đây còn có nhiều homestay mộc mạc là điểm đến lý tưởng để bạn trải nghiệm cảm giác êm ả sau những ngày tháng xô bồ. Ngay sau đây, hãy cùng Blog Travel Việt điểm qua top 5 homestay chất lượng, giá cả hợp lý và có view đẹp tại Mộc Châu nhé! Đôi nét về Mộc Châu. Mộc Châu là một cao nguyên xinh đẹp thuộc tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc Việt Nam. Với diện tích khoảng 1.600 km², Mộc Châu là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số như Thái, Hơ Mông, Mông và Giao. Vùng đất này nổi tiếng với khí hậu ôn đới mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Người dân Mộc Châu chủ yếu sống bằng nông nghiệp, trồng lúa, cây chè và chăn nuôi gia súc. Du khách khi đến Mộc Châu sẽ có cơ hội tương tác với người dân địa phương, thấu hiểu những câu chuyện và nét đẹp của cuộc sống miền núi. Bên cạnh đó, du khách còn có thể thưởng thức những món ăn đặc sản ngon miệng như sữa tươi, sữa chua Mộc Châu, bánh đa tình yêu, cá nướng chui và nấm linh chi độc đáo. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, Mộc Châu còn có những di tích lịch sử và văn hóa đáng chú ý. Du khách có thể khám phá các bản làng độc đáo và tham quan các di tích lịch sử, giúp hiểu rõ hơn về quá khứ và sự đan xen giữa con người và đất trời ở vùng cao nguyên này. Mộc Châu là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn trốn khỏi cuộc sống đô thị ồn ào để tận hưởng không gian thanh bình, yên tĩnh giữa thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đa dạng của dân tộc Việt Nam. 2. Top homestay đẹp ở Mộc Châu. Mộc House, địa chỉ Lê Thanh Nghị, thị trấn Mộc Châu, Sơn La. Giá khoảng 690.000 một đêm. Mộc House tọa lạc tại Mộc Châu và ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với không gian thoáng đãng và kiểu dáng vintage thanh lịch. Không gian homestay toát lên sự sáng tạo và độc đáo với mỗi góc nhỏ được thiết kế sao cho du khách có thể tận hưởng trọn vẹn và thỏa sức sáng tạo. Mỗi căn nhà tại Mộc House được xây dựng bằng gỗ, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển. Điều này tạo nên không gian ấm áp và thân thiện, nơi bạn có thể thư giãn và thả lỏng sau những ngày làm việc căng thẳng. Mộc House cũng cung cấp nhiều dịch vụ và tiện ích, mang đậm nét mộc mạc giản dị của gỗ, nhưng được thiết kế hiện đại và tinh tế, chiếm lòng du khách. 3. November Mộc Châu, địa chỉ số 88 ngõ 3, tiểu khu 34, thị trấn Mộc Châu, Sơn La. Giá khoảng 600.000 một đêm. The November Mộc Châu tọa lạc tại tiểu khu 34, xã Đông Sang, Mộc Châu, sở hữu không gian rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây xanh. Homestay này được thiết kế với những căn nhà gỗ mang phong cách châu Âu nằm cạnh nhau. Mỗi ngóc ngách đều được trang trí tỉ mỉ, tạo cảm giác thân thuộc và bình yên cho du khách. Mỗi căn phòng đều có một ban công nhỏ với bộ bàn ghế gỗ, tạo nên một không gian tuyệt đẹp để ngồi chill bên tách trà ấm. Không gian tại homestay có nhiều góc view đẹp, hòa quyện với cây xanh và khoảng không của thiên nhiên, cùng các chi tiết bố trí chỉn chu, mang đến một background lung linh và nổi bật cho du khách sống ảo. Vườn An Nhiên Mộc Châu, địa chỉ số 37 Bản Áng 3, thị trấn Mộc Châu, Sơn La, giá khoảng 850.000 đồng một đêm. Vườn An Nhiên Mộc Châu mang đến cảm giác yên bình và ấm cúng, là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi sự ồn ào của thành phố lớn. Mùi gỗ thông thoang thoảng, những món đồ xinh xinh và không gian thoáng đãng làm nổi bật homestay đẹp ở Mộc Châu này. Không gian được bao phủ dưới tán lá cây xanh mát rượi, tạo nên bầu không khí trong lành, giúp du khách quên đi sự ồn ào và khói bụi của thành thị. Đặc biệt vào mùa hè, bạn còn có thể trải nghiệm hái và thưởng thức dâu tây ngay tại vườn hoặc tham gia các hoạt động như đốt lửa trại và gala dinner theo yêu cầu. Homestay cũng cung cấp đầy đủ các dịch vụ như cho thuê xe máy, cơm món theo yêu cầu, cho thuê trang phục dân tộc, nước uống và đồ ăn vặt, cũng như quà lưu niệm. Vườn An Nhiên Mộc Châu có vị trí thuận lợi gần trung tâm, giúp du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng của Mộc Châu.
Nếu cần sự hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về du lịch, bạn có thể liên hệ với nhân viên để được nhận sự hỗ trợ nhiệt tình và chu đáo. Khu nhà cổ Fairy House Mộc Châu, địa chỉ số 152 Bản Áng, thị trấn Mộc Châu, Sơn La, giá khoảng 650.000 đồng một đêm. Fairy House Mộc Châu là một homestay đẹp tọa lạc trong một con ngõ nhỏ tại Bản Áng 2. Homestay Mộc Châu đẹp này là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách thiết kế hiện đại và những màu sắc riêng từ phong cách cổ điển. Những căn homestay nhỏ nhắn được làm bằng gỗ mang đến vẻ xinh xắn, ấm cúng, mộc mạc và đơn sơ cho du khách khi đến đây. Tất cả tạo nên một Fairy House mới lạ và độc đáo. Fairy House sở hữu những view tuyệt đẹp, nơi du khách có thể đắm mình vào một thế giới cổ tích kỳ thú. Không gian nghỉ dưỡng tại đây mang hình ảnh thơ mộng với những căn nhà homestay nhỏ uốn lượn quanh các khu vườn rực rỡ sắc hoa. Bao quanh homestay là cảnh quan thơ mộng và rộng lớn của núi rừng Tây Bắc, mang đến sự thanh bình và yên tĩnh, xa rời ánh đèn đô thị. Đồi Hào Mộc Châu, địa chỉ Đồi Tây Tiến, Mộc Châu, giá khoảng 70-480.000 đồng một đêm. Đồi Hào là một homestay đẹp ở Mộc Châu, tọa lạc tại khu vực Đồi Tây Tiến. Đây là chốn lặng lý tưởng để bạn thư giãn và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Các phòng ở đây được thiết kế theo phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, với không gian rộng rãi và cửa sổ kính lớn, mang đến view núi rừng tuyệt đẹp, giúp du khách thoải mái thư giãn và nghỉ ngơi. Với vị trí ngay trên đỉnh núi Tây Tiến, đồi Hào sở hữu khung cảnh bình dị và nên thơ. Du khách có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn tuyệt đẹp trên vùng Tây Bắc từ đây. Homestay được bao bọc bởi bầu không khí trong lành, mát mẻ và khuôn viên rực rỡ sắc hoa nở rộ, tạo nên một không gian thơ mộng với nhiều điểm check-in thú vị, đẹp và độc đáo. Ba, kinh nghiệm đặt homestay ở Mộc Châu. Xác định nhu cầu và ngân sách khi đặt homestay ở Mộc Châu. Xác định nhu cầu, mục đích và ngân sách là một trong những kinh nghiệm quan trọng khi đặt phòng ở Mộc Châu. Tùy vào điều kiện tài chính, bạn có thể chọn homestay giá rẻ, trung bình hoặc cao cấp. Đồng thời, hãy đưa ra quyết định dựa trên mục đích cụ thể của chuyến đi. Nếu muốn khám phá các địa điểm, bạn nên chọn homestay gần khu vực bạn quan tâm. Nếu muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm sôi động, hãy chọn homestay ở trung tâm. Còn nếu muốn thư giãn và hưởng bình yên, bạn nên chọn nơi ở xa trung tâm Mộc Châu. Đặt phòng sớm tại Mộc Châu. Khi đã lên lịch trình du lịch Mộc Châu, bạn nên đặt phòng ngay từ sớm. Theo kinh nghiệm của blog Trò Việt, việc đặt sớm giúp bạn có phòng ưng ý với giá tốt nhất. Nếu để đến gần ngày đi, có thể bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng hết phòng hoặc giá phòng tăng cao. Để giảm chi phí cho chuyến đi, nên lựa chọn ngày thường và tránh các ngày nghỉ lễ vì giá phòng thường tăng cao trong những dịp này. Kiểm tra thông tin homestay cẩn thận. Hãy kiểm tra kỹ thông tin về homestay trước khi đặt phòng. Điều này giúp bạn đảm bảo rằng homestay phù hợp với mong muốn của bạn. Mỗi homestay đều có chính sách và dịch vụ độc đáo, nên ngoài việc xem hình ảnh, bạn cũng nên chú ý đến thông tin chi tiết như địa chỉ và các dịch vụ có sẵn. Đọc nhận xét từ khách về homestay ở Mộc Châu. Đôi khi để thu hút du khách, nhiều homestay đã chỉnh sửa hình ảnh trước khi đăng trên mạng để tạo ấn tượng tốt. Vì vậy, việc đọc các đánh giá từ khách đã ở là rất quan trọng. Điều này giúp bạn đánh giá xem homestay có đáp ứng đúng như quảng cáo hay không. Nếu không, hãy thay đổi lựa chọn để tránh thất vọng. Với nhiều lựa chọn homestay, bạn chắc chắn sẽ tìm được điểm lưu trú phù hợp nhất cho mình. 4. Hướng dẫn di chuyển đến Mộc Châu. Nếu bạn là người thích khám phá và muốn tự mình chinh phục những cung đường, xe máy là phương tiện lý tưởng cho bạn lựa chọn. Đi theo tuyến đường đại lộ Thăng Long, Xuân Mai, trung tâm Hòa Bình, Dốc Cun, quốc lộ 6, Cao Phong là bạn sẽ đến Mộc Châu sau khoảng 5-6 tiếng nếu đi một mạch hoặc 7-8 tiếng nếu bạn muốn dừng chân ngắm cảnh hai bên đường. Ngoài ra thì xe khách, xe ghế ngồi hoặc xe giường nằm cũng là một lựa chọn phổ biến để di chuyển đến Mộc Châu. Ở Hà Nội, có hai bến xe để bắt xe đi Mộc Châu là bến xe Yên Nghĩa và bến xe Mỹ Đình. Tại bến xe Mỹ Đình, có xe chất lượng cao 45 chỗ, giường nằm, chạy từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối, giá xe khoảng 160.000 đồng một khách. Tại bến xe Yên Nghĩa,
có xe Caudi 29 chỗ hoặc 16 chỗ chạy từ 5 giờ sáng đến 13 giờ chiều, giá xe khoảng 130.000 đồng một khách, xe 29 chỗ đời mới. Bến xe Mỹ Đình là lựa chọn phổ biến hơn. Các xe chạy thẳng đường Láng, Hòa Lạc về Xuân Mai, rồi từ Xuân Mai, Hòa Bình, Mai Châu, Mộc Châu. 5. Đặc sản và các địa điểm ăn uống tại Mộc Châu. Gà đồi. Nhắc đến đặc sản Mộc Châu không thể không nhắc đến món gà đồi. Gà ở đây được nuôi dưỡng trên đồi từ khi còn nhỏ xíu nên thịt rất săn chắc. Món gà có thể được chế biến thành nhiều món như nướng, luộc, xào, nhưng ngon nhất vẫn là gà tẩm ướp bằng gia vị đặc trưng của người Thái và nướng trên than củi cho đến khi vàng ươm. Gợi ý quán ngon là nhà hàng 75, số 34 Tô Hiệu, thị trấn Mộc Châu, Sơn La, hoặc nhà hàng Tuấn Anh, số 360 tiểu khu 10, Mộc Châu, Sơn La. Cá suối Mộc Châu. Cá suối là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất ở Mộc Châu. Loại cá này nhỏ chỉ bằng hai đầu ngón tay, mình tròn, đầu tròn, có thể được chiên giòn hoặc nướng. Khi thưởng thức, thực khách có thể ăn cả thịt lẫn xương, cảm nhận được mùi thơm nước mũi mà không hề bị tanh, thịt ngọt bùi. Gợi ý quán ngon như nhà hàng Đông Hải, Trần Huy Liệu, thị trấn Mộc Châu, Sơn La, quán 181, nhà hàng Xuân Bắc, quốc lộ 6, Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Pịa. Nậm pịa là một món ăn khá đặc biệt của người Thái và cũng là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất ở Mộc Châu. Trong tiếng địa phương, nậm nghĩa là canh và pịa là thứ chất sền sệt có trong ruột non con bò. Nguyên liệu chính để tạo ra món nậm pịa bao gồm tiết đông, sụn, khúc đuôi, thịt, lục phủ ngũ tạng như lòng, dạ dày, gan và cả phần ruột non có chứa phân non của bò hay dê. Bạn có thể ăn tại bản làng người Thái Mộc Châu. Cá hồi Mộc Châu. Mộc Châu là một trong số ít những nơi ở Việt Nam có thể nuôi được cá hồi. Cá hồi ở đây được nuôi trong nguồn nước lạnh của cao nguyên Mộc Châu nên phần thịt đặc biệt thơm và ngon. Tùy theo khẩu vị của từng người, cá hồi có thể được chế biến theo những cách độc đáo như xông khói, chiên rán, làm lẩu, làm gỏi. Gợi ý quán ngon như nhà hàng Cá Hồi 64, tiểu khu Trường Đi, quốc lộ 6, Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La. Quán ăn cá hồi Vườn Đào Mộc Châu ở Vườn Đào, Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Nộm Gia Châu. Nếu ai chưa từng đến Mộc Châu, chắc chắn sẽ rất tò mò khi nghe đến món nộm Gia Châu, bởi Gia Châu rất dày, cứng và dai, thường được dùng để làm trống. Tuy nhiên, đây lại là món ăn đặc trưng của người Thái ở Mộc Châu. Để tạo ra món ăn từ nguyên liệu này thì phải trải qua rất nhiều công đoạn như hơ lửa, ngâm nước cho da thật mềm, rồi thái ra từng miếng mỏng và đều. Họ không dùng giấm hay các loại tạo độ chua khác, mà họ sử dụng nước măng chua để bóp nộm, tạo nên hương vị khác lạ, cùng với một chút hạt mắc khén đặc trưng với liều lượng sao cho vừa miệng. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được cái sật sật của gia châu, vị chua của nước măng rừng, vị béo của đậu phộng, hương thơm của rau mùi rất đưa miệng. Gợi ý quán ngon, nhà hàng 75, số 34 Tô Hiệu, thị trấn Mộc Châu, Sơn La. Bê trao Mộc Châu. Phải nói bê trao xứng đáng là món ăn Mộc Châu được xướng tên đầu tiên khi nhắc đến ẩm thực nơi đây. Để có được một đĩa bê trao chuẩn vị, không phải ai cũng có thể làm được. Thịt bê phải là loại bê vừa sinh được 7 ngày tuổi và chỉ bú sữa mẹ. Sau khi làm sạch, thịt bê được cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, được tẩm ướp gia vị để thấm đều. Việc trao bê phải rất cẩn thận vì nếu trao quá lâu sẽ làm thịt bê bị dai và mất đi hương vị, nhưng cũng sẽ bị chín không đều. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm của thịt, vị ngọt ngậy tự nhiên và mùi thơm nước muối của các gia vị hòa quyện với nhau, đủ để làm bạn phải say đắm. Gợi ý quán ngon như nhà hàng Đông Hải ở Trần Huy Liệu, thị trấn Mộc Châu, Sơn La, quán 70, nhà hàng Nam Hưng. 6. Địa điểm tham quan không thể bỏ qua tại Mộc Châu. Đồi chè Trái Tim Mộc Châu. Đồi chè nằm ở bản Ôn, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đồi chè được cắt tỉa và gieo trồng thành hình trái tim độc đáo. Từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy đồi chè hình trái tim rực rỡ và xanh mát, rất thu hút mắt nhìn.
Thời điểm tốt nhất để ngắm nhìn đầy đủ vẻ đẹp của đồi chè là từ tháng 1 đến tháng 3 khi chè bắt đầu mùa đâm chồi. Đỉnh Pha Luông. Đỉnh Pha Luông nằm ở xã Triềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, với độ cao vừa phải và quãng đường chinh phục khoảng 6 km. Đỉnh Pha Luông là mục tiêu hấp dẫn của nhiều du khách đam mê khám phá. Tại đỉnh Pha Luông, nếu bạn leo núi vào sáng sớm, bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của Mộc Châu với mây ảo diệu che phủ. Bản Thông Quang. Bản Thông Quang nằm ở thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thông Quang là một bản nhỏ nổi tiếng với những cánh đồng hoa cải trắng muốt. Khi đến đây, bạn sẽ chắc chắn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thơ mộng của bản làng, với những góc nhìn mộc mạc ẩn hiện trong làn mây mờ ảo, tạo nên cảm giác bình yên và lãng mạn. Thung lũng mận Nà Ca. Khoảng tháng 4 đến tháng 5 hàng năm, Mộc Châu sẽ vào mùa mận chín. Đến với Mộc Châu vào mùa này, bạn sẽ ngạc nhiên trước khung cảnh rực rỡ của rừng mận bao phủ. Thung lũng mận Nà Ca là nơi lý tưởng để bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Nếu bạn đến vào tháng 1, tháng 2, thung lũng này sẽ thay áo mới với những cánh hoa mận trắng tinh khôi. Trên đây là thông tin về top 5 homestay siêu đẹp tại Mộc Châu cùng với một số địa điểm du lịch tại Mộc Châu mà blog Trò Việt tổng hợp được. Hy vọng bạn sẽ tìm được một homestay ưng ý cho chuyến du lịch sắp tới của mình nhé! Như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé! Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.